Hi, xin chào bạn đã đến với channel của mình thì hôm nay mình sẽ giới thiệu phiên bản cập nhật ở phiên bản Trung Quốc phiên bản 5.9 rồi thì phiên bản này cũng vừa mới cập nhật thôi thì mình cũng tranh thủ review cho các bạn để các bạn theo dõi thì các bạn đang thấy cái hình nền của game đó thì là con 1Z50 con Z này nó xuất hiện ở trong bộ phim hình xdz các bạn nào có coi thì các bạn sẽ biết được về em nó bạn nào chưa coi thì có thể tìm hiểu sau rồi, con này trong buổi ít đi nha các bạn. Các bạn này chưa coi thì để ý về coi thử theo dõi. Rồi, giờ mình vào game nào. Vào game bây giờ mình sẽ giới thiệu chính về các bộ môn mới dạng bé chủ và các bộ môn có 5 rô. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bộ môn bé chủ trước thì bé chủ thì chỉ có một con Bộ, dạng máy chủ này thì chỉ có một con vết như thế này thôi Đây thuộc dạng vết ác quỷ nha các bạn Nó tên chính của nó là vậy Nó có hai tên lận Rồi, kỹ năng thì hôm qua mình cũng có chỉnh sơ rồi có một bạn admin đã dịch trước cho các bạn sơ lược rồi thì hôm nay rảnh mình sẽ dịch chính luôn cho các bạn theo dõi dịch kiểu như gần như sát nghĩa để cho các bạn dễ hiểu về kỹ năng nó thì mình sẽ không coi kỹ năng đó các bạn rồi rồi ra chúng ta sẽ có rồ nó đây rồi nó thì không có rồ gì đặc trưng như con chết kia cả nên nó cũng hơi bất lợi rồi ngồi dạng máy chủ ra chúng ta sẽ còn có một dạng đi mắt thì đợt này nó sẽ có con hô này rồi hô hô khi có dạng đi mắt thì nó sẽ có một kỹ năng kỹ năng thuộc dạng đi nó và các bạn nào chơi game gốc thì nó sẽ có một kỹ năng ở dạng này và sử dụng được một lần thì con này cũng tương tự như vậy thì nó kết hợp cái dòng hiệu ứng của bô môn thôi rồi ra hô hô sẽ có rồi ba và rồi bốn và rồi như thế này đây là rồi các bạn rồi, mình chỉ nói đến cái rồ đặc chân của nó thôi. Đây là cái rồ đặc chân của con hô đây. Thì mình có thể nâng cấp lên uh, level 10 là tối đa. Rồi, ở đây chúng ta sẽ còn có con uh, Bakia. Sẽ có Rồ đặc chân như thế này, rồi 4 đây các bạn. Và cả con uh, Katana nữa. Đây, mình sẽ cho các bạn coi uh, thông tin về kỹ năng của rồ đặc trưng của nó thôi rồi đó là sơ lược về các con có bộ môn có các kỹ năng đặc trưng như thế thì ở mỗi bản thì nó cập nhật thì nó sẽ có ba con thì nó sẽ có rất là nhiều thì hiện tại phiên bản chung cập nhật khá là nhanh thì mình cũng mới review phiên bản 5.8 cách đây khoảng 3 tuần thôi giờ nó đã ra phiên bản mới rồi rồi, đó là một số sơ lược về các Pokemon môn uh, chủ về dạng đi mắt. Còn hiện thoại thì chúng ta sẽ có một con Zna uh, ở dạng 50 các bạn. Đây các bạn. Thì nói về kỹ năng của con này thì nó có liên quan tới con Z100 uh, nha các bạn. Z uh, thường đó thì nó mới kết hợp được một số cái hiệu ứng của con này lên. Như vậy nuôi em này cũng khá là tốn kém vì phải nuôi cái hai. Rồi, ngồi đây chúng ta sẽ có thêm ba uh, combo màu mới. Đó chính là con rắn cỏ. Rắn cỏ thì phiên bản quốc tế thì nó cũng đã cập nhật rồi, nhưng mà chỉ là mang tới chất hình ảnh thôi chứ không phải có như ở bên Trung này. Bên Trung thì áp nhân 10 mới có những các bạn chứ con này nó không có trong vườn. đây các bạn chính là em nói đây thì các bạn có thể áp thì mới ra được nó thôi rồi ngồi đây chúng ta sẽ có hai môn của năm mới đây chính là em môn nó vùng Gala hai con này mình nghĩ là chắc gần tết nó sẽ cho nạp năm ngày để lấy em này mình nghĩ là vậy, tại vì hai em trước là con cho lửa, con heo lửa là nó cho nạp rồi, giờ con này cũng chắc chắn cũng như vậy luôn. Rồi mình sẽ coi phòng phong mảnh này. đây các bạn, các bạn thấy đó, nó ở trong cái phòng mảnh này chắc chắn là nó sẽ nạp rồi. Ngồi đây chúng ta có con Z50 như thế này. Rồi, đó là một số sơ lược về hình ảnh về mảnh về các bộ môn mới ra thì phiên bản này cập nhật khá là nhanh nên các chế độ thì nó sẽ không có như các bản trước thì nó thêm một tính năng ở đây là cái tính năng phiêu lưu ký ở dạng nâng cao các bạn thì các bạn các bạn này đủ cấp các bạn sẽ vào đây mỗi ngày nó sẽ cho ba lượt cái thẻ này tương ứng với cái thẻ trắng ở bên kia thì mỗi ngày bạn các bạn có thể quét được 6 lượt thì cũng nhiều hơn ba lượt hơn trước rồi thì hôm bữa mình có review về cái đánh ở phiêu ký ở lùi của lùi đó các bạn thì các bạn nào coi thì các bạn có thể biết rồi cái xe ước của vùng nó cao thì nó cũng không có cái gì thay đổi cả thì nó sẽ tăng giống như cái cũ thôi cái điều là nó thêm các vật phẩm như thế này thì cái vật phẩm này thì mình không rõ nó tăng cái gì mà mình chỉ biết là nó tăng ở dạng cho cái bộ môn mắt thôi thì mình chưa có con đó thì mình không thể test được cho các bạn thì mình cũng đủ mảnh đi nó mắt các bạn con mặt thì mình chắc chắn đủ rồi mình đã tích đủ rồi mà chưa thay đổi còn HP chu thì mình cũng có rồi mà chưa có dạng mấy chủ mắc khổ ấy. rồi để mình cho các bạn coi các vật phẩm lúc nãy như thế nào các bạn đây là các vật phẩm của nó đây rồi đây khi chúng ta mở rương á chúng ta sẽ được các vật phẩm gì cũng lạ lắm giống như cái máy trái berry vậy. mà mình không hiểu công dụng của nó là gì rồi đó là sơ lược về một số cập nhật của phiên bản chung mà hiện tại thì nó cập nhật cũng khá nhanh nên nó không có cái gì là mới cả chủ yếu là thêm được vài con bé thôi thì trong vườn á, thì cũng không có thêm bé nào đây các bạn chỉ là các bo bonbon ở các bạn trước thôi thì phiên bản này cảm nhận đáng chú ý chính là con vết giả quỷ thôi chứ không có gì nó bật cả thì nó cập nhật trước để cho nó theo cái event để chuẩn bị tết các bạn còn à, khoảng hơn à, 10 ngày nữa là tết rồi nên nó tranh thủ nó cập nhật trước để nó ra sự kiện tết cho mình Rồi phiên bản cập nhật này nó chỉ có như vậy thôi mình cũng nói sơ lược cho các bạn để các bạn hiểu Uh, hiểu thêm về cái bảng này thì ở các chế độ khác thì nó không có gì thay đổi cả nó vẫn như cũ nha các bạn này chỉ thêm được ở cái nâng cao này thôi phiêu lưu ký nâng cao thôi các bạn rồi mình xin giới thiệu tới đây thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha